Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một Giáng sinh thật là vui vẻ Một năm mới thật là an lành và hạnh phúc Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bản tin nhanh uhm, Nếu không có gì thay đổi thì 8 giờ 30 tối nay Chúng ta sẽ giao lưu về vấn đề này Một cái vấn đề mà đã gây ra một cái sự lộn xộn suốt 2 uh, năm qua Giống như tôi đề hôm nay tin nhanh Diễm My bất ngờ nổi tiếng trên mạng TikTok. Thì các bạn có ai bạn các bạn nào chơi mạng TikTok thì các bạn bấm vào chữ Diễm My thì các bạn sẽ biết. Tiếng là nổi tiếng nha mọi người và chính vì sự nổi tiếng đó ngày hôm qua chúng ta có cái sự tìm hiểu về sự việc mà Diễm My đã rời khỏi nhà vào ngày nào? À, Diễm My rời khỏi nhà vào ngày 11 tháng 6 năm 2020 Và ngày 30 tháng 11 năm 2020 Em này lên lập cái kênh youtube đầu tiên Ngày 31 à, tháng 10 năm 2020 Em này lên video clip đầu tiên Và tính đến nay thì cái kênh youtube em này đã lên được 6 video Và đạt được 8 hơn Hơn 850.000 lượt xem à, Tuy nhiên thì à, từ đó đến nay là em này không có xuất hiện à, trên mạng xã hội em này chỉ xuất hiện trên mạng xã hội duy nhất vào ngày ngày 4 tháng 6 à, ngày 8 tháng 6 năm 2021 sau khi báo công an Hồ Chí Minh yêu cầu em này ra trình diện do đó ngày hôm qua chúng ta đã phân tích à, một cái vấn đề về Diễm My và chúng ta đặt câu hỏi là giữa Diễm My và Thiền Nam có mối quan hệ gì hay là không thực tế là họ có mối quan hệ và thiền a chính vì chỉ mê rất thích tu ở thiền Nam cho nên đã gây nên một cái cảnh hỗn độn và ra tòa cho thiền Nam đó là cái phiên tòa à, hai phiên tòa sơ thẩm và một phiên tòa phúc hai phiên tòa phúc thẩm và một tòa sơ thẩm ô sơ thẩm hai phiên tòa sơ thẩm và một tòa phúc thẩm xin lỗi mọi người và cái phiên tòa gần đây nhất là ngày 9 tháng 12 năm 2021 à, sau khi đi vào à, tỉnh thất bồng lai thì bộ vũ trụ để đi tìm Diễm My thì có xảy ra sự sâu sát do đó Diễm My là cái mắt xích rất quan trọng trong câu chuyện tiền am này thật là bất ngờ ngày hôm qua ngày hôm tối ngày hôm qua video bay trong quá trình phân tích thì phát hiện cái video clip chịu view một video clip chịu view à, của Diễm My xuất hiện lần cuối cùng vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 là cái video clip diễm my xin tiền theo ông nội à, tuy nhiên thì cái video đó một lần nữa làm cho chúng ta cảm thấy là có cái sự nghi ngờ đó là diễm my cái video triệu view này đã bị ẩn không biết là nguyên nhân nào là nó bị ẩn thì tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nguyên nhân nào mà nó ẩn lý do nào À, các bạn có thể là xem lại những cái kênh khác đã review video này các bạn chỉ cần bấm vào cái chữ diễm My Tiều tị tìm thầy ông nội mượn tiền ở tỉnh thất bồng lai thì ra vũ trụ thì nó sẽ ra ra video này uhm, buổi trưa này thì chúng tôi chỉ cho các các bạn một thông tin như vậy để các bạn tự tìm hiểu tự tự suy nghĩ mắc công nói tôi thế này thế nọ nữa mình cũng à, xin chào chị Nguyễn Kim Lan Mắc công nói tôi thế này thế nọ nữa Trong Giáng sinh mà tôi đi kiếm chuyện thế này thế nọ Thì không phải à, Vì thứ nhất Cái câu hỏi mà khán giả đặt ra Cũng giống như một game mobile đặt ra Thứ nhất là Tại sao phải ẩn video à, Thứ hai nữa Là có phải do Báo Bộ thành Phố Hồ Chí Minh Đăng tin tìm Diễm My Mà Diễm My 6 tháng rồi Không xuất hiện Do đó có phải là từ thông tin đó người ta sẽ làm ra một thông báo khác để mà ta tìm Diễm My một lần nữa hay là không và sau khi tìm Diễm My một lần nữa thì à, có đi đến cái, cái suy nghĩ là có truy nã Diễm My hay là không cái cái chi tiết truy nã là chi tiết rất là căng do đó chúng ta phải tự tìm hiểu pháp luật và khi lên mạng xã hội chúng ta phải phân tích cho nó đàng hoàng chứ không phải chúng ta thích câu view là thế nào câu và xin thức ba like thế nào like ok xin chào chờ anh phạm tân thì um, tôi xin nhắc lại một lần nữa video clip chịu view uh, về diễm my cái lần xuất hiện cuối cùng ở thiền nam là ngày 23 tháng 12 năm 2021 2020 đã bị ẩn tức là Noel năm trước á đã bị ẩn và trong cái giây phút đó thì tôi cũng rất là run mình À cái giây phút đó tôi rất là run mình run mình à, Sợ là gia đình bé Diễm My sẽ đi đến Thiền Nam kiếm chuyện Để để lo Diễm My về Và Thiền Nam cũng lên video clip Bảo rằng là có bộ công an nào Có cán bộ công an nào Đi đúng Thiền Nam tìm Diễm My thì cái chi tiết đó thì anh em cũng đã nêu lên trên kênh youtube của mình Nhưng cái bất ngờ ở đây là tại sao video clip cũ đại biến mất rồi Bị ẩn rồi à, Tại sao hàng trăm hàng ngàn cái video clip về Diễm My không bị ẩn Chỉ duy nhất cái video clip đó bị ẩn mà thôi Không biết là, là lý do nguyên nhân nào Hay là Theo uh, Mobile nói chơi nha mọi người Funny Mobile nói chơi á Tức là Thiền Nam đã xóa nợ cho Diễm My rồi 40 triệu mà Diễm My mượn Thiền Nam Thiền Nam xóa bỏ rồi Xóa bỏ bằng chứng rồi Do đó là Diễm My không cần phải Quay lại Thiền Nam trả tiền Cho cho Thiền Nam nữa Xin chào chị quê Khương nha À em cảm ơn chị quê Khương nha Em cũng xin chúc tất cả mọi người Có một Giáng sinh vui vẻ, an lành Và năm mới hạnh phúc Thì theo mình suy nghĩ Thì cái nguyên nhân thứ nhất là thiền nam xóa nợ cho diễm my là gì căng thứ hai nữa là diễm my nổi tiếng quá trên tiktok mà không lẽ giờ thiền em đi đòi tiền diễm my yeah, do đó là xóa video bỏ thôi không có gì cả à, cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân khách quan bằng cái suy nghĩ thông thường của mình thì mình nghĩ cơ quan điều tra à, có thể là liên hệ với thiền nam sau cái video clip Diễm My lại thì em mượn tiền à, tại vì khi mà lại thì em mượn tiền thì phải có một đầu mối đầu dây mối nhợ nào đó thì người ta mới 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 có thể là tiền diễm my được à, nhắc tới diễm my thì rất là tội nghiệp một năm qua rồi với 40 triệu mà thì em cho mượn thì diễm my có cầm cự được hay là không nếu một ngày diễm my xài 100 trăm ngàn thì Diễm My xài 1 tháng 3 triệu 10 tháng là 30 triệu 12 tháng là 36 triệu Nếu Diễm My sống nương nhờ ai đó Tức là không có Không có mướn nhà Không có mướn nhà, không có mướn cửa Sống nhờ ai đó Thì tôi nghĩ là 40 triệu đó Diễm My vẫn có thể là tiếp tục sống được 1 một 100 ngàn, một ngàn à, Tức là Nhờ một ai đó chỉ tốn tiền ăn tiền uống thôi mình nghĩ là 40 triệu đó có thể là cầm cự được một năm còn nếu diễm my đi mướn nhà sống một mình thì mình nghĩ 40 triệu đó không không thể không thể tuy nhiên trong cái rủi có cái may là trong cái đợt cái dịch mà covid này thì người ta cho cơm từ thiện rất là nhiều do đó trong cái rủi có cái mai thì có thể là nếu mà diễm my hết tiền thì có thể là ăn cơm từ thiện thì cũng được đơn giản như vậy thôi cái chi tiết quan trọng ở đây á là diễm my phải mạnh mẽ lên với những gì mà em ta dám tuyên bố trên mạng xã hội tại sao em ta giữ nhiều cái youtuber bằng chứng youtube bằng chứng mà không có đưa cho luật sư hay là cơ quan công an trước đó thì em này em bảo rằng đã làm việc với những cán bộ cấp cao mà của bộ bộ công an và có luật sư rồi nhưng mà tại sao từ đó tới giờ em lại lại nín thinh à, đó là những cái chi tiết mà bất ngờ trong cái bản tin ngày hôm nay thì ngày hôm qua chúng ta nói chuyện vui vui theo chơi thôi thì tự nhiên chúng ta tìm video clip cuối cùng diễm bị xuất hiện ở thiền nam để chúng ta chơi thì bất ngờ là video clip đó bị ẩn rồi thì hồi nãy mình đã phân tích rồi đó mọi người À, thứ nhất là Thì Nga sẽ xóa bỏ video đó Vì à, lý do là à, Xóa nợ cho Diễm My Tại vì cái bằng chứng Diễm à, My đi đến Thì Nga mượn tiền Thì ông nội đưa cho 40 triệu Thì đó là bằng chứng Đúng không à, Nhưng mà sau này thì à, Thì Nga cảm thấy là thôi thôi kệ đi Lý bằng chứng nó làm gì Thì gửi à, thì Xóa video nó bỏ thôi hoặc ẩn video đó thôi Ok xin chào anh Dũng Lê Xin chào chị Liên Phạm, xin chào Nguyên Ly rất ít rất y. xin chào chị Quy Khương một lần nữa. Xin chào chị Lâm Tu Khánh, xin chào anh Quách Minh Chí. Uhm. Có những cái sự mà có những cái bí mật mà đến thời điểm này thì mình cũng không có không có nhận dạng ra được. À, thứ nhất là tại sao các youtuber bảo vệ về Thiền Nam hứa bảo vệ về Diễm My nhưng khi mà báo lên tìm Diễm My thì mọi người im tin thích mọi người không 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 có nói cái gì cả cũng trong giai đoạn này à, từ ngày à, ngày 4 tháng 6 năm 2021 tới 4, 4 tháng 12 năm 2021 là hơn 6 tháng rồi 6 tháng đó mọi người Diễm My cũng chưa có xuất hiện gì trên mạng xã hội cả đó thì có phải người ta sợ dính vào Diễm My là sẽ bị giả dạ lây thế nào đó hay là không? Tại vì trước đó khi Diễm My xuất hiện lần đầu tiên ngày 31 tháng 10 năm 2021, 20 trên kênh của mình thì cộng đồng mạng đã vỗ tay và có những cái lời bảo vệ thì bảo vệ về Diễm My rất là nhiều. Tính đến, đến bây giờ luôn vẫn còn có người bảo vệ Diễm My. À, vào đây có những cái lời lẽ không hay với phunya mobile nhưng mà mình cũng không có nói gì cả tại sao suốt hai năm qua cái chủ đề về diễm my phunya à, mobile ít khi nào mà lên tiếng vì mình nghĩ rằng mất gia đình rất là khổ rồi mà còn dính vào thị phi thì khổ hơn tuy nhiên thì à, hiện tại diễm my quá nổi tiếng trên mạng xã hội có quá nhiều kênh youtube đặt tên là diễm my và trên kênh à, facebook vào trên tiktok cũng rất nhiều người biết đến Diễm My, ok. À do đó là cái ăn theo phong trào thì mình làm mình làm vài video clip về Diễm My cho nó vui. À, thì năm mới thì anh Phun game cũng xin chúc Diễm My có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và mạnh đường em đi. Có thể con đường em đi là con đường trong gai và Phật đang thử lòng em đấy à, nhưng em suy nghĩ cuối cùng nếu không còn duyên với gia đình thì cũng phải về gia đình báo cho cha mẹ một tiếng xin chào chị Tố Nga nha chị Tố Nga 3 tỷ chị Tố Nga 3 tỷ này đặt cái tên mắc cười quá Xin chào chị Josai Mắc Vai các bạn thấy là họ thề non hẹn biển trong câu chuyện về thiền am họ nhận rất nhiều tiền từ mạnh thường quân tiền mạnh thường quân không phải tiền của tôi do đó tôi không không có vấn đề gì cả tuy nhiên thì cái tiền của tôi thì người ta lại lấy do đó là tôi có quyền lên tiếng nha mọi người hôm nay tôi thấy là có một cái khờ minh rất là rất là tục tiểu nhưng mà không biết ai xót cho nè OK, à, tôi làm về YouTube, tôi làm về vấn đề thiền am, tôi chỉ mong muốn là khán giả yêu mến tôi thôi. Chứ còn à, cái tiền mà để kêu gọi như thế này, kêu gọi như thế kia, tôi không có quan tâm vấn đề đó. Vì tôi nghĩ rằng cái phong cách sống mới là quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Trong một giai đoạn nào đó, chúng ta cần tiền và chúng ta bán rẻ lương tâm của mình. Tuy nhiên, vượt qua giai đoạn đó thì chúng ta giàu có lên thì chúng ta không có thể nào lấy nước sông Hoàng Hà mà chúng ta rửa sạch được cái danh dự của chúng ta cả Ok, xin chào chị Hoa Phong Lan Do đó khi bản tin mà video clip về Diễm My bỗng ẩn, ẩn mất trên kênh của Thiền An và Bố Trụ cũng giống như cái thông tin mà nãy giờ mình phân tích là hàng loạt các youtuber hề hứa sẽ bảo vệ Thiền Nam đến giây phút cuối cùng bây giờ họ đã trốn chạy hết rồi nói như vậy thì tôi giống như các anh tôi lên tôi lên tôi tôi, tôi mắng tôi chửi ngày này người kia tao đã rồi bây giờ à, thiền em bị thất thiệt thì các anh lui hết à các anh chơi khôn gì ai chơi lợi các anh đúng không mà làm như vậy thì tôi làm không được các anh khôn quá lúc các anh cầm những món quà mạnh thường quân gửi gắm cho các anh để cho các anh bảo vệ thiền em các anh bảo rằng tôi ganh tị với các anh các anh cười ngạo nghễ bây giờ thì nghe em bị người ta lên tiếng người ta sỉ nhục người ta mắng chửi mắng chửi cả luôn trước cả phiên đò cả trước cửa phiên đò mà các anh đến thinh các anh bảo rằng các anh bị bệnh thì tôi không biết nói làm sao chơi khôn cho các anh thì chơi chơi sao lợi đúng không ờ, ủng hộ anh tướng đạt Hồi, cảm ơn cảm ơn kim ngân nha thì tôi nói mọi người đó chơi khôn như vậy thì ai chơi mà không được à, mình thấy họ chặn nít à chị phê trương cũng bị chặn nít hả em thì em vô em like thôi tới giờ này mà những cái khán giả còn chưa nhận dạng ra được vấn đề thì tôi cũng xin thua luôn tôi thì tôi không biết nói xấu ai cả tôi biết nói về sự thật à, một cái cơ hội rất là tốt để cho cái dư luận người ta đồng tình và yêu mến thì ngầm hơn là cái chi tiết xét nghiệm ADN nhưng có một số người trên dưới khoảng 800 đến 900 người họ không đồng ý vấn đề đó à, thậm chí là cái người mình yêu mến nhất trong câu chuyện này và vô can trong câu chuyện này là cái em Đê Thanh Minh Tú em đó cũng không thích mình luôn vì à, không biết lý do nào mình cũng không hiểu mà trong khi người ta có coi em này ra cái gì đâu Nhưng tuy nhiên thì em này à, Cũng là một cái đứa trẻ mồ coi Được thì nghe nuôi lớn lên 30 năm 30 năm, 35 năm gì đó không mà mình không gành 30 năm Thì em này em à, Em hứa rằng là sẽ dùng cái danh dự Và mạng sống mình để bao vệ thiền em thì ok Đúng ra Minh Tú là cái người trong câu chuyện hai năm nay đó, là cái người mà thử nhiều nhất Tại bình tính đến thời điểm này Minh Tú vẫn không bỏ thiền em À đúng không? Và mình đã thì câu chuyện này hình như là mình đã biết một số điều các bạn và mình đã liên kết rồi. Họ tạo ra nhiều cái nick giả bộ như à, giả bộ như không quen nhau để mà họ thăm dò. Chứ thực ra họ họ thăm dò thử xem nói người này, thử xem cái người kia có học lại hay là không đơn giản như vậy thôi. À, mình còn nhiều đoạn ghi âm. Mình Tú bảo rằng là không thích em toán. Nhưng mà thôi bỏ đi. À, anh em nói chuyện mà tung lên mạng sao được. Ok xin chào em Donut Miso nha. đó thì cái chi tiết hôm nay phụ đề mobile cũng xin nói với mọi người nghe rồi đó. Thì thì chúng ta sẽ chờ 5 phút để chúng ta giao lưu với nhau. Tại sao video clip Diễm My xuất hiện thì am mượn 40 triệu? Được cho mượn 5 triệu nhưng được cho 40 triệu đã bị ẩn Vì lý do nào? À, mọi người tìm hiểu giùm mình Tại sao Diễm My lại lên trên mạng Diễm My lại nổi tiếng trên mạng xã hội Trên mạng tiktok Hay là vì chính vì cái sự nổi tiếng trên mạng tiktok quá Do đó thì nghe em sợ cho thì em xóa video đấy bỏ Hay là do thì nghe em thương mến Diễm My quá thì anh em đã xóa video clip, bỏ giống như mà đã xóa nợ cho Jimmy rồi tại vì Jimmy lại mượn tiền đâu có ghi cái giấy nợ gì đâu chỉ có video clip làm chứng là đưa một cọc tiền 40 triệu tôi cho tôi nói là cho 50 triệu đó ai cho 40 triệu thì tự bù vô 10 triệu tôi không biết à, thầy ông nội nói như vậy và cái chi tiết đó rất là đáng yêu các bạn là yêu còn về vấn đề mà tôi nói mé mé bên lề thôi để để tránh cái nội dung nó bị bị loãng ra đó À, thì tôi nói mọi người mé mé trên lề thôi thì à, thì nghe em cũng trong hai năm qua cũng đã xuất sắc trên cái do dò tâm tư của mình tuy nhiên à, sau khi thì nghe em chọn em toán không chọn thánh tử cao thì chúng tôi thả chúng tôi cảm thấy có cái sự nghi ngờ về một cái gì đó mà chúng tôi nói không nên lời còn về phần của họ họ làm sai với pháp luật thì họ chịu họ phải chịu thôi còn họ làm đúng thì họ cứ đi tiếp. Tuy nhiên, chúng ta tham gia vào mạng xã hội thì chúng ta phải tôn trọng mạng xã hội. Anh lên trên mạng xã hội anh phát biểu tầm bậy thì tôi có quyền góp ý vào đấy để cho anh nói chuyện tốt hơn. Chứ đừng có nói tôi là người hai mặt ba mặt. Có nhiều người tôi thấy là hai mặt rõ ràng bởi vì còn dơ dặn dạng, dạng ra. Đầu tiên là binh Thiền Am sau đó chỉ qua bình thanh tự cao rồi sau đó lấy hốt được mớ tiền bên 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 thanh tự cao sau đó cái trở mặt quay ngược trở lại bên thiền nam rồi hốt thêm tiền của khán giả bên thiền nam hốt mạnh thường tiền của mạnh thường quân tiền nam thì hành động đó giang hồ kêu bằng hành động bẩn các bạn lừa khán giả được chứ sao các bạn lừa mình được tôi chỉ nói như vậy để các bạn tâm từ lại chính các bạn là những người tạo nít giả vào đám hắn chửi tôi tôi biết luôn á cho tôi biết tôi biết là ai luôn đó và tôi cũng ưa lấy cái lấy cái nít mà lúc trước xúc chéo đó tôi cũng vô chọc ghẹo mọi người dữ lắm à, thì ai tin ý thì sẽ biết ai không tin ý thì sẽ không biết à, những cái lời của các anh chị nói tôi thấy tôi tôi nghe không nổi đầu tiên các anh chị tâm sự với tôi các anh chị nói xấu thì nghe mà. để mà lấy lòng mạnh thường quân bên nhóm chính nghĩa địa các anh chơi với bến chấm chính nghe địa các anh nhậu với bên chính chấm chính nghĩa địa à, rồi sau đó các anh cảm thấy là mạnh thường quân thiền nam tiền nhiều quá rồi các anh lại nhảy ngược lại bên thiền nam rồi các anh lại chửi ngược lại những cái người chính nhóm chính nghĩa địa rồi các anh bảo rằng anh đúng đúng chỗ nào mà đúng vừa vừa phải phải thôi để cãi cho người ta ăn chứ ai mà đem đi làm mắm hết các anh lừa được khán giả chắc anh lừa được ai vấn đề làm thiện nguyện gì, gì, cũng cũng như không à chúng ta ác mờ mắt miệng như vậy chúng ta nhảy từ bên này qua bên kia rồi chịu nhảy bên kia gì bên này để mục đích là để cho chúng ta người ta tưởng chúng ta là người tốt hả các bạn nhầm rồi đó mình thì thấy là ông trời có mắt cả các bạn à trời cho thì không thấy trời lấy thì không hay à một cơn bạo bệnh thôi một vấn đề bất hợp lý thôi là nó có thể là à, đẩy chúng ta đến bờ vực thẳm thôi các bạn à các bạn hay lắm tôi phục các bạn nếu mà cho cái giải cành cọ vàng thì tôi nghĩ các bạn là cái người diễn viên chính xuất sắc nhất rồi đó quá xuất sắc quá xuất sắc tôi xin thua các bạn từ trên xuống dưới từ già đến trẻ nói như treo vậy đó chỉ có mình là một mình tôi thôi tôi không có sợ ai cả à, hôm trước có một số anh em không biết là nhận tiền của ai xuống gạch giác như gian kiếm tôi ha, tôi bỏ qua đó chứ còn mà tôi mà đúc đơn các anh hôm nay không ngồi ở đó đâu tôi nói các anh như vậy nhưng mà thôi tôi xử lý vì tâm từ các anh cũng vì đồng tiền của người khác các anh cũng gắng làm tròn nhiệm vụ của mình chứ vì đồng tiền của người khác mà đừng có chơi giống như một số người mà nhận điện thoại, nhận tiền, nhận bạc đã rồi trốn nha Trốn mà làm từ thiện, cái sự từ thiện của các anh không không là cái gì cả trong cuộc sống này cả Ủa đưa tiền cho tôi, tôi làm từ thiện cũng được vậy, mắc mớ về các anh đúng không Các anh lương, các anh lẹo Các anh nhận tiền bạc, các anh nhận tiền đô, anh thích thì cho người này, anh không thích thì cho người kia Cái mặt thằng full Bear mobile thấy ghét không cho Đâu phải vậy, đâu phải tiền của các anh, từ nào tiền trong túi các anh Thì anh mới có quyền đó các anh cũng là những người mà khất thực thôi, à, khất thực chứ không có hơn ai hết trơn á. đừng có dại dò mèo đó trước mặt tôi, là tôi nghĩ là vì cái cuộc sống mưu sinh trong cái mùa dịch này thì nó khó khổ quá, Vậy là tôi không nói. tội nghiệp nhất trong câu chuyện này chỉ là nhiễm mi mà thôi. bây giờ nhỏ lơi khơi lơi khơi không biết về đâu ở đâu. tự nhiên cái suối uh, suối dạy hay là kêu gì đó. Chửi cha mắng mẹ bây giờ về về không được Không có về nhà được Mà tôi nói các bạn nghe Các bạn lên trên mạng bấm đi Những cái tội mà phỉ bán người khác Mà không trình diện cơ quan công an Thì bao lâu mới thành chi nã Thì tối nay tôi sẽ Phân tích vấn đề này Và tối nay tôi sẽ nhờ người bạn tôi Cha trên cái Cái trang bộ công an đó Thử xem Diễm My có nằm Tên trên đó Đối tượng bị chi nã hay là không các anh về vừa, vừa phải phải các anh thôi Giả gì mà giả dữ như vậy Diễn gì mà diễn dai dữ vậy Youtube là một sân chơi công bằng à, Thì hãy gắng cố gắng mà chơi công bằng Chứ không phải là Một cái nơi mà để cho Chúng ta nói dốc như treo như vậy Tội nghiệp nhất Trong câu chuyện này Chỉ là gia đình bé Diễm My từ già đến trẻ Diễm My thì mất gia đình Ha mất mất tương lai Còn bên kia thì mất con Còn bị con nó chửi ngược lại Các bạn thấy các bạn binh ai Các bạn bảo rằng các bạn là người tâm thiện Các bạn binh ai Tự nhiên binh mi chửi cha người ta Hoặc là, là, là binh cha chửi con Các bạn thấy là Hai hành động đó hành động nào cũng sai cả Tôi nói thật với các bạn là hai hành động đó hành động nào cũng sai hết chứ Tốt nhất là chúng ta phải nên Kích lệ tinh thần chúng ta dùng những cái từ ngữ mà dạng như mà bao dung và hỷ xã để mà giúp cho gia đình bé diễm my vượt qua được cái cơ hoạn nạn này chứ đừng có bung dao và đừng và đừng có à, sĩ vả người ta tôi chưa có học một cái lớp về đạo phật ngày nào cả nhưng tôi vẫn biết làm cái điều nào đúng và điều nào sai trong lòng tôi thân thật quý vị các bạn là nếu mà không là không chuyện và kinh tế eo hẹp thì tôi vẫn gửi quà cho các cháu nhỏ thôi à, nghe tâm thiện mà muốn ói quá <laughs> cả nhà tâm thiện chị ơi nghe em nói em muốn ói vô cùng cả nhà tâm thiện mà đi đi mắng chửi người ta một bên người ta mất con một bên mất gia đình binh binh ông thắng bà mai chửi diễm my là chửi con người ta rồi binh diễm my chửi ngược lại bên ông thắng bà mai là chửi cha người ta thì quý vị thấy là hai hành động đó hoàn toàn sai hết À, chúng ta nên dùng những lời lẽ động viên cả hai bên để cả hai bên hiểu rõ được cái câu chuyện này và có cái sự tương tác à, thật là hay một kết cục thật là xuất sắc chúng ta binh ông Thắng bà mai chúng ta chửi diễm my rồi chúng ta binh diễm my chửi ngược là ông tháng bà mai thì cuối cùng là cả gia đình diễm my đều bị chửi đúng không? Nên các bạn bảo rằng các bạn là tâm thiện các bạn là tâm từ À, và tôi nói mọi người nghe là trong câu chuyện này chúng ta đã biết hết tất cả rồi chỉ chờ cơ quan chức năng ra kết luận cuối cùng mà thôi chúng ta hầu như là Nam bay đã biết hết gần 85 phần trăm câu chuyện này rồi chỉ còn cái khúc mà mạnh thường quân đó của ai cũng ai đó là mình không, không 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 đếm xỉa tới mình không đếm xỉa và mình không điều tra tới à, mình cũng mong muốn rằng trong tương lai xa gần mình sẽ biết tại sao họ có nhiều tiền như vậy và tiền đó có phải là tiền của họ bỏ ra hay là không hay là tiền từ một tổ chức nào nếu mà tiền của họ từ bỏ ra thì chúc mừng các youtuber đã vượt qua kiếp nạn còn nếu mà tiền đó là tiền của một tổ chức nào thì các youtuber chuẩn bị tinh thần tôi sợ rằng chưa tới tết ta nữa là chúng ta đã ăn tết ở trong, chỗ, trong nhà đá rồi các bạn vì chỉ có tổ chức phản động người ta mới có nhiều tiền như vậy thôi chứ không ai mà rảnh tiền đó người ta gửi gì cho cháu người ta ở việt nam không sướng mắc mới gì gửi cho các bạn đúng không à, à, à. phải không cả nhà tâm thiện tiền đó người ta gửi cho bà bà con dòng họ người ta ở việt nam không sướng sao mà gửi cho các bạn lần ngàn hai ngàn đô các bạn suy nghĩ đi tôi nói cho các bạn nghe là tôi cũng có một cái người cô rất là thương mến à, trên youtube lương hưu chỉ có 325 đô mà thôi Hai vợ chồng già chỉ có 750 đô một tháng mà thôi là hai người đó ở đâu ra mà đụng qua đụng lại cái gửi ngàn đô về cho ở đâu đâu ra mà gửi quay qua quay lại gửi gì 10 ngàn đô mà cho có phải đó là sự gom góp không? Nếu mà sự gom góp từ cái người Việt Nam bên nước ngoài thì các bạn tôi cũng chúc mừng các bạn thì không chắc không sao tại vì người ta bảo rằng là cho đi thì còn tất cả còn cái tiền đó mà tiền từ một cái tổ chức từ cái quỹ nào đó mà gửi về Việt Nam với mục đích nào đó là các bạn chuẩn bị tinh thần, à, tiền à, rất là quan trọng trong cuộc sống chúng ta, nhưng cái phong cách sống của chúng ta mới quan trọng hơn, Đúng không? à, hiện tại tôi nói mọi người nghe đừng có lấp liếm vấn đề và đừng có lợi dụng lợi dụng trời ơi nó làm từ thiện nên tội nghiệp lắm ủa tiền từ thiện của anh hay gì tiền từ thiện cũng từ nước ngoài gửi về thôi chứ đưa đây tôi làm từ thiện cho trời ơi đưa đưa thử 10 tỷ cái tôi làm hết tiền từ thiện không vấn đề làm từ thiện ai làm không được mà trong lòng các anh có từ thiện không trong lòng các anh có tâm từ không các anh làm tiền từ thiện là các anh lấy tiền của người giàu các anh phân biết lại cho người nghèo đó là hợp hợp lý tại sao các anh làm từ thiện mà anh lấy tiền của tôi tâm anh tâm thiện chỗ nào mà từ tháng 8 bắt đầu từ tháng 8 năm 2020 À, về cái sự việc và phân tích về vấn đề thiền an bị cách ly anh với anh không phân tích không được không biết cái gì phân tích à, tôi phân tích quá hay à, khán giả thương khán giả cho tiền cái anh đã giữ tiền đó anh xài tâm thiện chỗ nào mở miệng ra nói tâm thiện tôi thấy thương giống như chị phê trương nói là tôi muốn ó, ói <laughs> à, ok thì à, vấn đề tin nhanh đến đây là kết thúc thì cái à, ở cuối video này tôi nói các bạn đó quỹ gia, gia đình thiện tâm 10 đồng còn 8 đồng tôi nói các bạn nghe là Ê, bảo rằng tâm thiện tâm thiện tại sao lấy tiền người khác tâm thiện tại sao lừa gạt tiền người khác mà tôi nói các bạn nghe nếu các bạn tâm thiện thì các bạn lấy tiền youtube từ kênh youtube các bạn đó, làm từ thiện thì đó mới là tâm thiện các bạn sẽ chuyển tiếp tiền từ mạnh thường quân thành tiền của các bạn các bạn đi thăm phát các bạn bảo rằng các bạn tâm thiện tâm thiện chỗ nào các bạn lên trên mạng xã hội các bạn nói xấu với tôi, tôi... Xấu như treo cho tôi Người ta học cho tôi hết trơn rồi đó Chẳng qua tôi không có ghi âm Và tôi không có chụp hình thôi Chứ các bạn muốn thì tôi đưa các bạn lên Tâm thiện chỗ nào Lần đầu tiên các bạn đến với thiền am Cái chữ tiền nằm trên chát các bạn rồi Chứ các bạn qua mặt tôi sao được mà các bạn nói Chẳng qua tôi không muốn nói thôi Các bạn vô công gọi nghề Các bạn đâu có muốn thiền am, câu chuyện thiền am kết thúc à, Các bạn đâu muốn hòa bình cho thiền am Các bạn chỉ muốn hoàn am và chiến tranh Ê trời ơi thiện nam bị tăng hiếp quá gửi gì cho em 5 ngàn đô đây Để cho các em để cho em mướn được sư mà thư ngược lại tụi nó Đó thư qua thư lại thư tới thư lui mắc mấy trăm triệu Rồi mất danh tiếng luôn Tôi nói gì hoài cho thiện nam mà thiện nam còn chưa có nhận dạng ra được vấn đề thì thôi Đúng không cả nhà tâm thiện Hay giả thiện nam vẫn chưa nhận dạng ra đến ngày đó nữa thì thôi Hơn 800 khán giả không phân biệt được đúng sai trong câu chuyện thiền nam chứ không trên không tới ngàn không tới ngàn đâu và 800 người đó tôi không biết là 800 người đó có bị thuê hay là thể thao tôi không biết nhưng mà mỗi lần chúng ta nói về sự thật thì họ không muốn đứng trước tòa án nhân chứng vật chứng là quan trọng nhất mà các bạn không có cái bằng chứng nào mà chứng tỏ thì ngang vô tội chân rồi làm sao mà bảo vệ được đúng không rồi khi mà cơ quan chức năng vào điều tra thiền am thì các bạn trốn hết các bạn chơi kỳ quá chơi gì, chơi gì, chơi gì, ai chơi lợi như vậy là phải, phải chi tôi biết như vậy ha tôi biết tiền nhiều như vậy á là hai năm qua là tôi cứ từng bốc phép rồi thì nga mà tôi có tiền giống như hiếu Ba cao đó đó chỉ tầm bậy tầm bạ không à được xem lên dù dù thậm chí là bảo rằng là 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 em của diễm my có nhắn tin cho em ta thì sắp tới em sẽ biết à, có người gửi video clip đó cho mình xem mà không biết là phải công an không sắp tới em sẽ biết em ơi sắp tới bộ công an sẽ tìm tới em thôi tại vì em bốc phét em bảo rằng em quen với diễm my và diễm my có à, trả lời tin nhắn của các em gì đấy thì sắp tới các em sẽ biết à, xin chào à, xin chào bạn à, võ hiếu v bảo vệ thiền am đi ok các bạn muốn mình bảo vệ gì các bạn muốn mình mướn luật sư để thiền em đòi 3 tỷ ba đúng không ok mình sẽ gom góp mọi người tiền và mướn luật sư À, đòi về thì ngam 3 tỷ ba cho các bạn trời ơi vấn đề về thiền ngam trời nhỏ nó dễ ợt có gì đâu <laughs> chúng ta là người tu hành chúng ta là người đạo phật mà chúng ta lại đi thấy cái hoạt đồng tiền nó quan trọng quá như vậy thì coi các bạn xem lại bản thân mình rõ ràng là họ không muốn thiền Nam chấm dứt khi mà bộ công an vào cuộc thì các bạn sẽ sẽ biết trắng biết đen thôi các bạn tôi nói các bạn nghe có coi chừng là cái sự việc thiền am sẽ diễn ra trước tết âm lịch tức là còn hai tháng nữa rồi còn tháng mấy nữa đúng không mọi người còn một tháng gửi nữa là tới tết thì tôi nói mọi người nghe là tôi nghĩ là gần là sắp sửa rồi đó sắp sửa rồi đó tại sao video clip của diễm my lại bị ẩn trong câu chuyện về thiền an video clip đó đang có cái lượng view rất là lớn hơn một triệu view mà lại mất để cho một số kênh nhỏ lấy cái video clip về review các bạn lên các bạn kiểm tra lại một lần nữa với mình à, Diễm My tiêu tỷ tìm thầy ông nội bưng tiền các bạn tìm lại cái video clip đó giùm mình còn nằm ở trên kênh thì ăn vũ trụ hay là không rồi tối nay chúng ta sẽ phân tích ok thứ nhất thứ hai nữa là các bạn tìm cho mình khi cơ quan chức năng yêu cầu một ai đó trình diện sau 6 tháng rồi mà không trình diện thì điều gì sẽ xảy ra các bạn tìm hiểu về luật pháp cái vấn đề đó cho mình tối nay 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 chúng ta sẽ giao lưu bên kênh Phương game Mobile một lần nữa bản tin buổi trưa đến đây kết thúc xin cảm ơn mình tạm chào tất cả mọi người chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới ăn lành hạnh phúc xin bye bye quên nữa nhớ like subscribe dưới này nha dạo này khán giả gửi kênh nhiều quá cảm ơn mọi người